Đường mới làm rồi. Đường mới làm. Lần trước lên vô thì chưa có đường, chưa có cầu. Bây giờ có cầu rồi, qua luôn. Đây, qua đất miếng ruộng mà mình sắp sửa đi mua. Đấy. Đấy, qua cầu là tới ruộng, tới đất của mình đây. Đây. Đấy, cái cầu đây, lúc trước cái đường này là mình đi ghe, còn bây giờ là cầu rồi. Đây, đó. Quá đẹp luôn. Chụp đừng có đứng ngoài nắng mà nó nhắm mắt. Giả bộ nhảy xuống nước, giả bộ nhảy xuống nước chụp luôn, giả bộ nhảy xuống chụp, giả bộ nhảy xuống. 1 2 3 nhảy xuống. Đây, bắt đầu mình kéo, đây là trụ đây. Kéo tới đâu ra? Kéo luôn. Ta lấy sợi dây ta buộc ở đó đi, cầm chi cho nó mệt. Xa nhá. Ôi rộng quá ra lúa không. Ở đây đất nó cao gì sao làm lúa trúng nổi hả? Hả, đất nó cao gì sao làm lúa trúng nổi em? Đúng không? Đứng đây này, không, đứng đây này. Rồi, được rồi. Kéo thẳng ra. Căng thẳng ra đây. Rồi, thẳng nữa. Rồi. Hai cây này đúng không? Ok, rồi. Đây, lấy cây này cắm nè. Rồi. Đây này đúng không? Đó, lấy cây này nè, cây này nè. Mình lấy cây này cũng được nè, có tí xíu không gì đâu, cây này cho nó chắc đi. Rồi ok. Rồi cây này là được rồi đó. Thả đây. Rồi em cứ đi kia nó đi tới được rồi, em cứ đi. Đó. Đây vịn cây này thôi. Rồi tới đi. Hôm nay địa chính tới đo đất để cho biết cho nó rõ là miếng đất mình bề ngang bao nhiêu và ở đâu, đó là cột mốc để cho mình biết cái miếng ruộng mình vừa mua. Đấy. Nó dài quá phải đo 2-3 lần mới được.
phát đầu hai bên đằng cái này nè, đó ngay chỗ này, đó ngay cái cây này luôn á nhé. Rồi kéo thẳng đi, kéo thẳng đi, kéo thẳng đi, được chưa?